vị và các bạn thân mến, Thủy Tiên, Công Vinh tiếp tục bị vạch trần làm từ thiện xây cầu ở Nghệ An lệch 645 triệu. Mức trúng thầu của doanh nghiệp cho hai cây cầu này là 2,15 tỷ đồng, nhưng con số trên thực tế hợp đồng lại là con số khác, chỉ có 1 tỷ 505 triệu đồng. Theo báo cáo về hoạt động từ thiện, cô Thủy Tiên ở Nghệ An, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây dựng hai cây cầu dân sinh mới thay cho cây cầu bị sập, hư hỏng ở hai xã là Thanh Sơn và Thanh Mỹ. Hiện hai cây cầu này đã được bàn giao đưa vào sử dụng sau khi xây dựng xong. Theo tìm hiểu của phóng viên Vietnamnet, chủ đầu tư của quỹ từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã mở thầu cho đơn vị thực hiện thi công với gói thầu làm cầu Khai Liễu ở xã Thanh Mỹ và cầu Sông Con 1 ở xã Thanh Sơn. Kết quả, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế đô thị Thành Chương là đơn vị bỏ thầu thấp nhất với con số là 2,15 tỷ đồng. Đã trúng thầu công ty này do bà Vũ Thị Lan Anh làm giám đốc. Điều kỳ lạ là sau đó khi hợp đồng giữa công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế đô thị Thành Chương và đại diện của quỹ từ thiện của cô ca sĩ Thủy Tiên đã được ký kết về vấn đề xây dựng hai cây cầu thì số tiền trên hợp đồng chỉ có 1 tỷ 505 triệu đồng. Như vậy thì so với giá dự thầu ban đầu, số vốn thương thảo hợp đồng để thi công đã giảm 645 triệu đồng. Trước những dấu hỏi về hai con số chênh nhau trên thì ông Nguyễn Hữu Dũng, đại diện đơn vị chủ đầu tư của quỹ từ thiện, cô ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ với giới báo chí rằng: "Chỗ này tôi sẽ hỏi lại và trả lời sau. Tôi chỉ là người đứng đại diện để làm việc liên quan đến tiền bạc thì chị Thủy Tiên làm việc. Trong khi đó, ông Phạm Xuân Tiệp, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế đô thị Thành Chương, cho báo Tiền Phong biết, lúc đầu các đơn vị chào giá là trên 2 tỷ, nhưng sau khi đơn vị từ thiện làm việc lại hợp đồng thương thảo, chỉ còn chừng đó tiền liên quan tới hai cây cầu mà Thủy Tiên làm từ thiện này. Một trong hai cây cầu xuất hiện với các vết nứt, dấu hiệu xuống cấp chỉ sau 4 tháng bàn giao. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt, ngày 28 tháng 10, cầu Khe Liễu được bàn giao vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, cây cầu này đã xuất hiện một số những vết nứt, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Lý giải về vấn đề này, ngày 30 tháng 10, ông Phạm Xuân Tiệp, kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế đô thị Thành Chương, giải thích với báo Tiền Phong rằng, đó là những vết nứt kỹ thuật chứ không phải là do công trình thi công kém chất lượng. Theo thiết kế, giữa mặt đường bê tông cầu có vết nứt để tạo độ co giãn. Trong khi đó, phóng viên Nhân dân Việt đã trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Dũng, chủ đầu tư công trình. Về cái cầu mới bàn giao đã bị hư hỏng thì được biết việc này, tôi mới biết đây là do việc gia đình quan trọng nên tôi chưa thấy lên huyện Thanh Chương để kiểm tra công trình được. Ông Dũng nói với nguồn tin trên, tôi đã liên hệ với đơn vị thi công yêu cầu họ đi kiểm tra xuất hiện hiện tượng nứt nẻ hư hỏng ở hạng mục nào thì yêu cầu họ bảo hành hạng mục đó. Đây là một công trình thiện nguyện nên tôi kiểm tra rất sát sao. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ cho biết, tổng kinh phí thì cây cầu Khai Liễu hết 1 tỷ đồng. Trên cầu có ghi rõ đơn vị hỗ trợ, các đơn vị tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng với gia đình cô ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh. Còn ông Lữ Văn Đường là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết, khi đơn vị tài trợ từ thiện sửa chữa cầu Sông Con 1, thì xã không nắm được số tiền khắc phục cầu là hết bao nhiêu, cũng như thông tin cụ thể về đơn vị thi công. Cùng trong bản tin có liên quan kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện trên mạng, rồi chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Vào ngày 31 tháng 10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, ở quận Dương Kinh vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện qua mạng xã hội. Cụ thể, theo điều tra ban đầu, từ Phòng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hải Phòng, từ tháng 5 năm 2020, Trần Văn Mạnh đã tạo lập tài khoản trên các trang mạng xã hội Facebook với tên Quỹ Từ Thiện Cộng Đồng để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện từ các mạnh thường quân để có thể thu hút được người đọc và sự quan tâm của các mạnh thường quân. Lấy thông tin, hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín để chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mình và rồi đăng lên tài khoản xã hội Quỹ Từ Thiện Cộng Đồng do làm chủ trên trang mạng xã hội Facebook để kêu gọi hảo tâm quyên góp từ thiện. Cơ quan công an xác định từ tháng 5 năm 2020 đến nay, bằng thủ đoạn này,
Mạnh đã kêu gọi chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng từ các mạnh thường quân trên các trang mạng xã hội, nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động từ thiện nào như đã cam kết. Và qua công tác nắm bắt tình hình, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng Bài Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã làm rõ các hành vi lừa đảo của Trần Văn Mạnh. Thưa quý vị, trong suốt thời gian xảy ra drama với bà Nguyễn Phương Hằng, thì nhân vật nữ ca sĩ kiêm mình nghề Dream View Anh, tên nam ca sĩ thất học cắt tóc trái tai đổi đời Đàm Vĩnh Hưng, hay còn gọi là Đàm Lé Đức Hiển, là những nhân vật được cho là có mối thù sâu đậm với bà Nguyễn Phương Hằng nhất. Nên khi nghe bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam thì những nhân vật này tỏ vẻ vui mừng ra mặt và không thể che giấu đi hành động ngu ngơ đến mức đáng xấu hổ của mình đối với sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Đến giờ phút này không ai mà không biết bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi trong thời gian vừa qua đã nắm quá nhiều sai phạm của hàng loạt các cán bộ từ trung ương đến địa phương. Mà cụ thể nhất là nhân vật Phan Văn Mãi, Nguyễn Văn Nên và hàng loạt những cái tên khác. Bởi vậy một lý do cơ bản nhất mà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì bà thẳng thắn chỉ đích danh Phan Văn Mãi hay Phan Viết Lượng và một số nhân vật cộm cán khác trên sóng livestream của mình. Và thế là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt để mục đích là bịt miệng và các cơ quan chức năng sau khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng thì không có lý do gì để kép tội cho bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi đó, khán giả và cộng đồng mạng đang chỉ trích rầm rộ về câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đang chỉ trích Phan Văn Mãi, Nguyễn Văn Nên và một số nhân vật khác thì các cơ quan chức năng mới dựng nên nước cờ lôi bà nữ ca sĩ kiêm hành nghề Dream View Anh này để làm nước cờ bù nhìn trong việc xử lý bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng. Và sự việc này quá lộ liễu, hơn 90 triệu dân Việt Nam không ai mà không nhìn thấy vấn đề này. Thế nhưng về phần mình, chính vì sự ngu dốt và thất học không nhận ra vấn đề này, nên bà nữ ca sĩ Viu Anh này và tên Mr. Đàm cứ một mực khăng khăng cho rằng đó là công lao chiến tích của mình. Ngu dốt đến mức độ ngộ nhận chính bản thân của mình đã trở thành con cờ chính trị trong tay của Phan Văn Mãi và một số nhân vật khác, nhưng cứ tưởng mình là thành phần tối ưu trong xã hội bây giờ. Trong đất nước Việt Nam, khi vừa bước ra khỏi ngõ, khi vừa nghe nhắc đến tên nữ ca sĩ Viu Anh, không ai mà không biết đến đó là một ả cái điếm. Khi vừa nhắc đến tên nam ca sĩ thất học Mr. Đàm, không ai mà không biết đến đó là một tên thất học cắt tóc trai ta đổi đời. Thế nhưng về việc nhận thức vấn đề trên thì những tên ca nghệ sĩ này chúng ngu dốt đến tột độ, nhưng về thủ đoạn mưu mô, lưu manh và bị bợm thì chúng là những kẻ thủ đoạn có thừa. Sự việc ba nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này liên tục cho không biếu không ông thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, nhưng ông Hồ Sĩ Niêm lại không giúp được vấn đề gì cho bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này, mà ông Hồ Sĩ Niêm chỉ giúp được một mình Thủy Tiên khi xóa nợ số tiền 4,2 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị và 70 triệu đồng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An cho bà nữ ca sĩ Thủy Tiên. Còn với bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này thì cũng quan hệ với ông Hồ Sĩ Niêm rất nhiều lần, nhưng kết quả thì lại bị đình chỉ điều tra vụ án và trất quất. Vậy là với bản chất làm cái điếm có kinh nghiệm thâm niên của mình, và bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này đã đổi hướng sang thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và sự may mắn của nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này là trùng với thời điểm bà Hằng liên tục chỉ thẳng mặt Phan Văn Mãi, Phan Viết Lượng cùng với một số nhân vật khác, nên Lê Hồng Nam mới có cơ hội và mới dám nhận hối lộ những cuộc tình ấy. Những lần quan hệ với tần suất dày đặc của bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này trong Lê Hồng Nam, thế nhưng khác với ông cầu thủ Công Vinh phải trực tiếp chở vợ mình đến tận nơi giao hàng trong thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, thì ông Lê Thiện, chồng của bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này, không hề hay biết gì. Và thậm chí khi cộng đồng mạng đồn thổi thì ông Lê Thiện gặng hỏi vợ mình, nhưng bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Viu Anh này cứ một mực cho rằng đó là đám YouTuber của bà Nguyễn Phương Hằng. Nó hãm hại em, nhưng đến nay thì hết chối cãi. Bắt tận tay, ông Lê Thiện đã bắt bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề Dream View Anh này và ông Lê Hồng Nam nhắn tin điện thoại rủ nhau đến chủ cũ để quan hệ. Nội dung tin nhắn không thể giấu được nữa và cộng đồng mạng cũng đã lan truyền ông Lê Hồng Nam nhắn tin cho View Anh với nội dung là mùi mặn bé yêu đang làm gì đó, và nữ ca sĩ View Anh trả lời em đang ở nhà, bố voi cũng đang ở nhà, em gọi lại cho anh sau nhé. Lê Hồng Nam vừa thông cảm nhưng cũng vừa ra lệnh anh nhớ em 5 giờ chiều nay có rảnh không, mình gặp nhau chủ cũ nhé. Vậy là hết chối cãi, ông Lê Thiện, ông có cái sừng to tổ bố trong hàng ấy năm trời mà đến giờ phút này ông mới vỡ lẽ. Câu chuyện là như thế, thế nhưng đến giờ phút này ông Lê Thiện dù đang rất bực tức nhưng cũng phải nghẹn lại vì sợ xấu hổ với chị Vân, vợ cũ của ông Lê Thiện rồi đây. Thiên hạ sẽ cười, từng bỏ chị Vân, rồi lấy ai, ai ngờ lại lấy một ả cái điếm về làm vợ. Thế nhưng trước đây ông Lê Thiện chưa phát hiện ra sự việc này.
Vị Oanh với tính chất ả cái điếm chua ngoa và lọc lõi của mình, ả này liên tục bỏ tiền ra mua các trang báo chí viết bài, đánh bóng tên tuổi của mình. Nhưng nay vỡ lỡ, sự việc này không biết tới đây ả sẽ ra sao. Cách đây vài ngày trên trang báo Thanh Niên, báo chính thống của đảng đã được Vị Oanh cho nhận tiền lót tay và đạt viết tin bài Vị Oanh sẽ nhờ pháp luật xử lý những kẻ cố tình tiếp tục bôi nhọ. Sau khi nhận kết quả giải quyết về tin báo tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng, thì bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Phương này khẳng định là bà này sẽ tiếp tục nhờ pháp luật can thiệp. Những người đã bất chấp kết quả của cơ quan điều tra vẫn cố tình tiếp tục bôi nhọ mình. Nhưng đến nay thì không ai khác mà chính bà nữ ca sĩ kiêm làm nghề cái điếm Phương này đã tự bộc lộ ra thân phận của mình là một ả cái điếm thực thụ, và không ai bôi nhọ bà nữ ca sĩ này mà chính bản thân và tính cách của bà ấy đã bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của bà này, như là báo Thanh Niên đưa tin. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.